Rồi giờ giải cứu cô Michelle cho con nha. Cô đang sụm nụ rồi. Rồi thôi bây giờ mở tập đi, Nhi tập đi, mới tập luôn đó, Nhi tự tập ở nhà luôn đó. Rồi tập đi con, ráng tập nha. Cái bài hát gì mà hát mà dính chùm 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 chùm. Khó nhảy còn hơn là cái gì nữa. Một xíu rồi đúng không? Hát cái gì mà mình nhoi. À, mấy mẹ con đó mới đi chùa về đó, thôi coi như tháng 7 là hả hỗ trợ cô Michelle luôn. Rồi mở lên 2 3. Ok, sao hay dữ vậy trời. Trời ơi, nó mới coi nó học ghê không Michelle. Michelle ơi, hay quá, nó mới tập luôn á trời, đúng nửa tiếng của Quỳnh. Nó nhìn cái clip của Michelle nó ấy rồi đó. Cứu nha con nha, cứu Michelle nha. Học dễ. Lại luôn. Quỳnh diễn cái mặt xíu Quỳnh ơi, mặt bị đơ quá. Rồi, Ngọc vô đi Ngọc, Ngọc vô Ngọc ơi. Ba, hai, một, diễn. Lại luôn. Rồi đó nha Nhi nha, nhảy cho mạnh dùng tay chiếc khóa đi nha. 3, 2, 1, diễn. Hay quá rồi. Đâu mà coi coi. Rồi. Rồi. Rồi được rồi, được rồi. Rồi cúng dường cho Michelle đó. Giờ nhà Quỳnh nó bị đơ, Quỳnh đang bị đơ, tắt tay. Quỳnh đang bị đơ thì bây giờ Quỳnh làm cái gì cho đỡ đơ? Đang bị đơ lắm. Đơ là đơ. Quỳnh sẽ làm cái gì cho đỡ đơ ta? Em làm gì Quỳnh? Em ngồi xuống đi. Khi nào con làm hết động tác thì đứng lên. Chưa gì hết con làm con chắc tay nhanh quá con chờ con chắc lại đi con chờ mẹ với em mới đã. Rồi cúi xuống một lần, hiểu không? Chứ còn con mình con là phải chưa nhìn được gì luôn á. Nha. Quỳnh nhẹ nhẹ diễn cái tay nhẹ nhẹ đừng có bị đơ, hiểu không? Diễn lắc nhẹ nhẹ đi. Ha. Rồi, làm lại lần nữa, cứu chú Michelle đi. Kênh vlog quá rồi. Ra MV gì đâu mà không ai coi hết trơn trời. Ba mẹ con gì? Ok, thông cứu cô Michelle nha. Rồi nháp lên hết nha. Rồi vô lại lần nữa. Chấp nhẹ cái là buông xuống thôi nha, đừng chấp nhiều quá. Rồi, như là hả, thôi bớt phiền đó Michelle, hiểu không? Hiểu không? Ý là thôi bớt, làm ơn bớt phiền lại Michelle ơi, hiểu không? Rồi, rồi chơi Nhi ơi, nhảy mạnh mạnh lên nha. Quỳnh vô khung cho đẹp nha, ba bộ đồ cho đẹp giống nhau. Ngọc số 3 kìa, nhìn màn hình kìa. Ok, chúc mừng biết rồi, đó, 3, 2, 1, diễn. Oh,
Bớt phiền Michelle ơi, bớt phiền rồi. Ok rồi. Hay quá. Tao mở lại đây. Ok, chờ chờ xíu. Hay quá. Bớt phiền Michelle ơi, bớt phiền lại, đó. Quá giỏi. Rồi, tới đây, tới đây. Rồi, cái đó từ từ nha, từ từ. Giờ là gửi cho Michelle, cứu Michelle. Hay quá con ơi, mấy mẹ con hay quá. Mà mấy bộ đồ hôm nay sao đẹp dữ vậy Quỳnh? Ngọc ở đây. Mấy bộ đồ mấy mẹ con đẹp quá trời luôn. Đi chùa đó thì thay như mà đi chùa đồ này nọ thì thôi, cứu Michelle. Tại vì ha, đợt này mà ra MV mà đầu tư bán nhà luôn. Mà MV gì đâu mà hả, không ai coi hết. Cho nên hy vọng là cô chú sẽ yêu thương và ủng hộ Michelle. Vô coi Michelle. Chứ mà không ủng hộ Michelle là coi như Michelle bán nhà luôn. Hiểu không? Mốt qua bán thân cái thế bà luôn á. Hiểu không con? Giúp đỡ Michelle nha. Quá trời. Con nói là cô chú ơi ủng hộ Michelle nha. Đúng rồi, cô Michelle đang bị stress lắm, bị khổ lắm. Đúng rồi, khả năng đi làm nail rất cao bởi vì MV không có view. Rồi thôi, bye bye. Bye bye, bye, bye mấy con, mà sao đẹp vậy, đồ sao đẹp vậy? Đẹp quá. Trời ơi, ai cũng hỏi đồ lam của em, nhưng mà đồ lam á là mấy chị biết không, là dì Năm là em ruột của mẹ làm cho. Thấy không? Cho nên là như là thiết kế riêng á. Tự nhiên cái Vân chủ tịch tới đây. Chủ tịch tới hả con? Trời đất ơi, chủ tịch tới kìa. Quá trời ê hề, cưng dữ vậy bay. Chủ tịch tới, chủ tịch tới, chủ tịch tới. Em Phiên ơi. À, ghê vậy. Có mai đồ cho Phiên không? Phiên đợi ba đó, mặt chung với ba. Nè, là mốt là gia đình đồ lam à? Ok. Trời ơi, chị Hai mới nhảy bây giờ mà con tới trễ quá. Vậy đó hả? Đó, trời rồi. Nhi, lát xíu nữa con hát cái bài gì á Nhi? Con hát bài câu cho cô chú nghe đi. Mẹ kể hồi xa xưa có câu chuyện một thiên ly phải vượt qua ngàn sông gió để cứu mẹ. Rồi, tới đó demo tới đó thôi được rồi. Cảm ơn nha. Xíu nữa sẽ hát nha. Rồi bye bye cô chú nào, bye bye, bye bye. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn cần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng, muốn vui, hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah, 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 yeah.